Cháu chưa này là chưa ăn cơm chưa luôn các bác này. Bây giờ thì bác là đang đun nấu cháo à đấy bác? Đây là bác nấu cháo cho Mạnh à? Đã gửi quà tới cho con với ông. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho cháu Lực xin được gửi lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác anh chị và khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào thăm hai ông cháu của bác. Thức phim hôm trước thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì có được một bác có gửi cho cháu Lực là 500.000, nhờ cháu Lực là mua một số đồ yếu phẩm cho hai ông cháu của bác. Thì hôm nay cháu Lực sẽ mua vào cho hai anh cháu luôn của bác. Hôm nọ thì đi vào cháu Lực nhìn thấy là nhà của ông thì cũng chẳng có đồ đạc gì cả. Thực phẩm thì cũng chỉ có một cái chai dầu, lại thêm một cái gói muối thôi. Hôm nay thì cháu Lực đi vào là mua cho ông bà cụ của bác. Thời tiết ở trên vùng cao thì hôm nay khá là lạnh rồi của bác ạ. Này, cung đường đi vào nhà của ông với lại em Mạnh ấy các bác. Thì gọi là đi qua những con đường này là cung đường tắt mà bà con đi làm nương làm giấy, thành ra là men theo cái đường này xuống thôi các bác ạ. Nhà ông cụ thì được nằm ở dưới chân đồi luôn các bác ạ. Ở cái video thức phim hôm trước thì cháu Lực chia sẻ lên thì cũng được các bác là đón cái thức phim hôm trước. Thì khi mà cháu Lực chia sẻ lên các bác, cháu Lực nhận được một cái phần quà của một bác. Và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục mua cho ông cụ các bác. Có vẻ như nhìn từ xa xa là không biết là hai ông cháu đang ở nhà làm cái gì các bác. Nhìn thấy vậy có một tí khói, như kiểu chắc là đang đun bếp để sưởi ấm các bác ạ. Ông thì chắc là đang ở ngoài kia sao các bác, cháu Lực nhìn thấy là ông. Đây, đoạn đường đi xuống dưới thì đi cũng hơi là khó khăn với cũng hơi xa một chút các bác, thì cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa. Một tí đi vào nhà của ông cụ với lại một tí nữa đi vào nhà của hai ông cháu thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng đi vào và tìm hiểu thêm cái hoàn cảnh mới mà cháu Lực vừa mới chia sẻ lên trên kênh các bác nhá. Nhà ông thì con trâu này thì ông đi là hả? Sợ lắm à?
Quả nào chín rồi. Thôi. Mạnh đâu rồi bác? Nướng nhấu rồi. Hả? Nướng nhấu. Lên trên chơi à? Lên trên nhà chú kia chơi á? Thế có về không? Tí về. À, một tí nữa mới về à? Vâng. Đây là ông đun cắm lợn à? Vâng. Con ở bên kia là ông nấu cái gì không? Đi làm cháo cho cháu ăn đi. Làm cháo cho Mạnh ăn á? Sáng thì ăn chưa? Sáng nay là chưa ăn á? Vâng. Ôi ôi. Mạnh thì mấy giờ mới về à không? Mấy chủ nhật thì cũng đi học nữa chứ bông. À. Hai ông cháu trưa nay là chưa ăn cơm chưa luôn các bác này. Bây giờ thì bác là đang đun nấu cháo à đấy bác? Đây là bác nấu cháo cho Mạnh à? Thế là sáng nay hai ông cháu là chưa ăn gì à? Hôm nay là ông ở nhà làm cái gì không? Lấy gì? Nhà bên kia lấy cây chuối đi. À, đi xin cây chuối, đi xin về à ông một chỗ này? Vâng. Ra đây, chú bảo ra đây. Mình làm nhà ông chắc là lạnh rồi đấy nhở? Chắc khá là lạnh rồi đấy. Có chậu cầm đấy ạ. Ôi, đi đâu chơi về đấy hả Mạnh? Nhà bác công ty. Ôi, chắc là lạnh lắm rồi cô bác ạ. Đi dù lên người rồi không. Áo ấm của Mạnh đi đâu hết rồi, không có hả bác? Có một cái. Có một cái á? Này nó chưa sự buồn mai đi học. Không có. Ôi, thế bây giờ nó ở nhà thì cho nó mặc đi bác. Thấy nó run rồi, đây ngồi đây sửa ấm một chút này. Để phay nhỉ. Đây, ngồi đây sửa ấm một chút. Đấy, cậu Mạnh thì sáng nay ông là đi sáng nay là ông đi lấy cái cây chuối này về à? Vâng. Thế là Mạnh là cho gửi lên trên nhà trên à? Vâng, gửi nhà bác mình. À, là gửi nhà bác trên kia à? Vâng. Bác là hàng xóm là anh em trong nhà. Anh em trong nhà? Hàng xóm rồi à? Thế là ở khu này thì bác có hàng xóm ở đây, anh em ở đây không? Em từ bên kia. Anh em từ bên kia hết à? Vâng. Đây, tốt này hả bác ạ? Mạnh thì đi tận đâu chơi về hả Mạnh? Hả? Đi nhà bác về. Đi nhà bác về à? Ừ. Có lạnh không? Ừ. Không lạnh nhá. Sao chưa chú thấy run hết người rồi? Đẹp chưa? Có thêm cái áo không hả? Áo có thêm áo không? Có à? Có bao nhiêu cái? Một cái thôi. Một cái à? Bây giờ Mạnh nhà. Chào con bà nhé, thân tay chào con bà nhé. Chắc là khá là lạnh rồi cô bác ạ. Vừa gặp Mạnh là run luôn mà dạnh. Lạnh như nối là run luôn, khoanh tay. Khoanh tay vào, đấy. Con chào các ông bà. Con chào các ông bà. Rồi. Ồ, chắc là khá là lạnh cô bác, chân tay thì lạnh buốt hết rồi Mạnh nhé. Áo mỏng khó lắm. Lấy cái áo kia mặc thêm cho Mạnh đi bác. Vâng. Cho nó đỡ lạnh một chút, áo thì à, có một cái áo duy nhất sợ là Mạnh chơi là bẩn nên mai không có đi học được cô bác. Anh ngồi sưởi ấm một chút. Bác thì bây giờ đang nấu cháo để một tí nữa. Hai ông cháu đã ăn cháo luôn. Hôm nay thì không ăn cơm mà ông? Không ăn sáng nay hôm nọ cháu cho mì tôm nữa nè. Cháu mì tôm rắn một gói. À. Là ăn mì tôm thôi à? Sáng nay ăn mì tôm một gói à? Vâng. Thế đến trưa là không ăn à? Chưa. Chưa chả biết tối là còn sớm không biết rồi. Ôi nhưng mà đến giờ này ăn cháo thì làm sao mà một tí nữa mà ăn cơm tối được? Ăn cả chứ cả tối rồi. Ăn cả, thế là bây giờ là bữa này là ăn cả tối với lại cả chiều với cả tối luôn à? Vâng. Hôm nay thì cho xuống thì mua ít là thực phẩm cho ông nữa. Khâu á? Khâu mà, đấy cứ đòi ăn khâu chứ có cả trâu à. Đói rồi cô bác ạ. Ông thì đi xin cây chuối về cô bác, đi xin cây chuối về để cho lợn. Mạnh thì gửi lên trên nhà chú trên nhà
nhà gọi là chú hàng xóm như kia. Thế Mạnh là ở nhà chơi với ai? Ở trên là chơi với ai? Chơi bọn mấy đứa lúc nãy về. À, chơi với các chị hay là các em? Chơi với các chị. Các chị à? Này chân tay thì lạnh buốt hết rồi cô bác ạ. Này thì hai ông cháu có đủ ăn không cháu này ấy? Nhà ông thì có còn gạo không? Gạo hết rồi, còn một bao thóc chứ. Còn một bao thuốc, một bao thóc à? Vâng. Thế bao giờ hết cái bao thóc kia thì cháu mua gạo xuống cho nhá. Vâng. Hôm nay thì cháu Lực xuống cô bác thì cũng nhận được cái phần quà của bác. Một bác gửi cho Lực là 500 ngàn. Bác Hồng, bác gửi cho Lực là 500 ngàn. Thì cháu Lực mua hết thực phẩm là hết 300 ngàn rồi. Thì còn 200 ngàn thì lần sau cháu Lực xuống là mua gạo cho ông. Hôm nọ này cháu Lực xuống thì thấy là nhà ông còn thóc, cho nên là hôm nay cháu Lực đi xuống nhưng không có mua gạo. Phải đi xuống thì bắt gặp là hai ông cháu đang đun nấu cháo để ăn đâu bác. Không có thức ăn để ăn cùng à ông? Không có đâu. Ông lấy cá này nướng một chút này, từ từ, nào Mạnh ra này. Mạnh không có ghế ngồi ở đây, ngồi tạm lên đi. Ngồi tạm lên đi nhá. Ngồi tạm đây. Bác lấy cái bao tải cho cháu một chút. Đấy, Mạnh ngồi đây. Cho nó ấm một chút này, ngồi đây sưởi ấm một chút này. Đấy, rất là tội luôn cô bác ạ. Ai ở trong nhà thì ông cũng rất là chật hẹp với cô bác. Hôm nay thì cháu Lực nhận được cái phần quà là của... Bây giờ thì phải cháu Lực phải xem lại thì... Của bác Nguyễn Thị Thanh Hồng là chuyển khoản cho cháu Lực là 500 ngàn của bác. Để cháu Lực mua thực phẩm cho là... Cho là hai ông cháu của bác nhé. Vâng. Đây, ở đây thì cháu là gọi là hai ông cháu luôn. Tại vì là ở nhà thì có mỗi hai ông cháu thôi đúng không? Vâng. Đây, ở đây thì khi mà mỗi lần cháu Lực mua thì cháu Lực đều là nhờ cô mà bán tạp hóa đấy là ghi ra cho cháu Lực. Đây thì cháu Lực mua là xà phòng là 90.000 cô bác. Xà phòng là gói 90.000, xà phòng này là xà phòng là Omo cô bác ạ. Cho nên là nó hơi đắt một chút. Đấy, nó hết xà phòng khác rồi, thành ra là cháu Lực là phải lấy xà phòng này, một chai dầu ăn này. Chai dầu ăn nhà ông thì còn một chút đúng không? Không, một tí kèo nữa. Đây ông, thế ông để xuống dưới kia đi. Tại là chỗ này là chỗ bếp của ông rồi đúng không? Chỗ này ấy. Vâng. Và một gói mì chính 30.000 nữa. Ông, cháu để đây đây nhá. Vâng. Và thêm là một lọ sữa ông Thọ. Sữa ông Thọ này thì để hai ông cháu là pha uống với nhau ông nhá. Vâng. Sữa này thì ông biết pha đúng không? Vâng. Pha với nước nước nóng thôi, nước ấm thôi. Đấy, một chai dầu rửa bát là 25.000. Vâng. Đây, dầu rửa bát. Ông có dầu rửa bát không? Không có rồi. Không có. Không mua đâu, không có tiền mua. Ồ. Đây, thế thì... Đây một tí nữa ông nấu cháo thì ông dùng cá này này ông ạ. Cá này để nướng lên ăn với cháo. Vâng. Tại vì cháo là nó nhạt rồi đúng không? Vâng. Đây ông ăn cái này thì nó hợp. Vâng. Ở đây là cháu Lực mua thêm một cân cá mắm là 70.000 các bác. Và ở đây thì cháu Lực mua hết là 300.000 các bác. Còn dư là 200.000 thì đợt sau cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục mua lên cho hai ông cháu tiếp của bác nhá. Vâng. Lần sau cháu lại xuống mua cho ông nhá. Vâng. Còn 200.000 hôm qua có một bác là bác Hồng. Là bác ấy gửi từ tiền để cháu mua nhá. Vâng. Đây, đây ông cất vào trong nhà luôn đi. Vâng. Đấy. Ông xin nhá. Vâng. Ông gửi một lời cảm ơn tới bác nhá. Vâng. Ông với bác chắc là có khi là bằng tuổi với nhau thì xưng là tôi là được rồi. Vâng. Cảm ơn nhá. Các cháu nhá. Tôi cảm ơn thân nhân. Tôi cảm ơn gia đình sức khỏe. Ông thì ông thì biết nói tiếng Kinh một chút thôi ông nhỉ? Vâng. Biết nói nhiều. Mạnh gửi một lời cảm ơn tới bà Mạnh nhá. Nhá. Con này, khoanh tay vào nói, khoanh tay vào. Con cảm ơn bà. Đã gửi quà tới cho con với ông. Con chúc bà. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, bị ngứa à? Chú xem nào. Ôi, bị con gì cắn đây này. Đây này, bị con muối cắn rồi đây này. Con sâu cắn ạ. Đây là chắc là bị con sâu hay con muối rồi bác. Ông lấy cá này nướng lên một chút ông ạ, để ăn để ăn với cơm ấy. Hai ông cháu, ông thì đi làm về, còn cháu thì còn
nhỏ quá, ở nhà thì chưa có thể nấu cơm được cho ông, cho nên là phải gửi đi sang nhà hàng xóm ấy cô bác. Vâng. Này ăn, này mày ăn cháo à? Hả? Vâng ạ. Vào trong nhà của ông thì cũng rất là chật hẹp cô bác ạ. Thấy không? Bây giờ thì tranh thủ trong lúc mà hai ông cháu đang nấu cháo bác, cháu được xé ghi hình lại xung quanh nhà của ông cụ cho ông với lại Mạnh một chút. Lán liền mic vào. À Mạnh ở đây chú bế nào. Dạ. Hả? Hết lạnh chưa? Hết lạnh chưa? Hả? Hết lạnh chưa? Hết lạnh chưa? Vẫn chưa hết lạnh à? Tí này mặc thêm áo vào nhá. Nhá. Phải vâng nhá, không được ừ nhá. Phải vâng ạ nhá. Có rất là nhiều khói cô bác. Hai ông cháu thì hiện tại là ở trong một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà thấp luôn cô bác ạ. Ngôi nhà này ấy, khi mà cháu Lực đi vào trong ngôi nhà thì cháu Lực còn phải lấy cúi người thì mới đi được xuống. Ngay ở đây thì ngôi nhà của ông thì được lập theo như cháu Lực nhìn thấy là được lập thêm một chút bạt với lại cộng thêm là phần rơm thôi. Rơm này thì hôm nọ là ông vừa mới thu hoạch ruộng ở nhà ông, anh ra là dùng cái rơm này để lập luôn cô bác. Bây giờ thì nó cũng đã gọi là mưa, trong thời gian này mưa khá là nhiều rồi, cũng đã bị như kiểu là bị gần phân hủy rồi cô bác, còn mọc lên cả nấm ở lên trên cái phần mái nhà rồi. Mạnh đói chưa hả? Hả? Đói đúng không? Đấy, ngồi ngồi đây sửa một chút đã, rồi tí mới ăn được. Đấy, ngồi đây sửa một chút. Đấy, vào trong ngôi nhà của ông thì cô bác ạ, thực đi như kiểu trong rất là sợ luôn. Tối là Mạnh là ngủ đâu ấy Mạnh? Đi vào đây, vào đây. Vào đây chú Bảo. Vào đây chú Bảo. Tối là Mạnh là với ông ngủ đây à? Hai ông cháu là có một cái chăn thôi à? Ôi cũng không có đệm gì đâu à? Ôi có hẳn là có hai cái chăn thôi này không bác này. Đấy ngủ đây thì khá là lạnh. Ở đây thì ông không có điện đấy các bác, thì ông còn dùng cái đèn pin này thôi. Đấy. Đây quần áo của Mạnh này. Ôi, cái ngôi nhà này thì phải nói là sinh hoạt cực kỳ là khó luôn các bác. Ở đây thì cái chỗ cao nhất thì cháu Lực còn dám đứng là thẳng người. Còn những cái chỗ phần mái hiên này, phần hiên này thì cháu Lực không có dám là đứng thẳng nữa, tại vì nó rất là thấp. Áo của Mạnh mặc thêm cái này một cái nữa đi Mạnh. Ui áo thì bé rồi. Áo này thì mua lâu rồi nhỉ. Bác mặc cho Mạnh thêm một cái áo nữa. Để hôm nào cháu xuống thì cháu lại mua áo mới cho Mạnh. À đây à? Đây ra đây, chú mặc cho. Mặc lồng vào nhá. Nào ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đấy. Đây, chú mặc áo cho. Bác hay hốc trao rồi bác? Hốc trao. Ra đây. Đấy, bác hay hốc trao cho. Bác có bác thì bán chỉ không? Đấy. Đây, chú bỏ cái áo khoác ra đây nhá. Nhá. Ôi dồi ôi. Vừa rồi đi về cô bác này, khi mà cháu Lực bắt gặp ấy còn run hết cả người luôn cô bác, khi mà cháu Lực bế Mạnh lên. Chân tay thì không có tớt à? Mạnh không có tớt à? Không có tớt như chú đây à? Không có cái này à? Không có đâu à? Đấy, nếu mà mùa hè thì còn sinh hoạt mọi cái thì còn dễ dàng cô bác, như đến mùa đông thì phải nói là cực kỳ mà khi mà sinh hoạt cái gì thì rất là lạnh. Đấy. Đấy, mặc thêm một cái lớp áo này. Từ từ nào, để chúng mặc cho. Đấy. Đấy. Xem luôn là áo là mặc số bao nhiêu thì là sau chú xuống là chú biết là mua cho. Sao 28. Đây, lại khoác thêm một cái áo này nữa. Cho nó đỡ lạnh nhá.
Đấy. Đấy, bây giờ thì phần đợi chút đó. Ngoài thời thì áo thì mặc thêm cái áo này thì chắc là cũng ấm hơn đúng không bác, nhưng mà chân tay của bé Mạnh thì phải nói là rất là lạnh. Đấy. Chân tay thì rất là lạnh, quần áo của Mạnh thì được mua từ rất là lâu rồi bác, cho nên là những cái áo này bây giờ đã ngắn hết rồi. Tìm cái gì đấy? Mạnh tìm cái gì? Không biết là đang tìm cái gì cơ bác ạ. Sao căng á? Thế Mạnh thì một cái cậu bé mà phải nói là cực kỳ là ngoan luôn cô bác ạ. Không biết là đang đi tìm cái gì rồi cô bác này. Ngôi nhà. Đi vào trong ngôi nhà thì phải nói là cái này dùng để làm gì đấy? Hay là đừng bảo với chú là đồ chơi nhá. Không biết là dùng để cái gì nữa cô bác. Dạ. Cái này dùng là để làm cái gì bác? Giá ướt rồi. Nhưng mà giá ướt á? Cái chày đúng không? Thế là Mạnh ăn ớt hả? Đây, ở đây thì ông còn đi mua được cho Mạnh là thêm một cái đôi ủng này cô bác này. Cái đôi ủng này thì phải nói là đi nếu mà không có bị lạnh. Đây, đi đôi ủng đi. Đấy, đi vào. Đấy, ra cái bếp ngồi để cho nó ấm ấm một chút nhá. Đấy, ngồi đây cho nó ấm một chút. Thế là cháo của ông là không có để mắm muối với chính vào à? Có để muối không? Có. Để muối à? Muối. Chính một tí. Vì chính thì có một tí nữa à? Ừ. Lạnh run đến ngửa người luôn các bác. Này đeo đội cái mũ lên này. Đấy, đội như này này thì nó mới không có lạnh mấy nhá. Đấy. Đấy, đội ui áo lên thì cũng bé rồi đấy nhờ. À, trả lời chú nào, có bé không? Có bé à? Bác là biết hút thuốc lào lâu chưa? Lâu rồi. Bác là biết hút thuốc lào lâu rồi à? Mạnh có biết con này là con gì không? Con này là con gì hả Mạnh? Con cá. Con cá à? Đấy, Mạnh thì cũng biết tiếng phổ thông khá là nhiều các bác ạ. Cháo lên thì chín chưa ông? Chín rồi. Chín rồi thì hai ông cháu nướng cá xong rồi ăn thôi. Lấy cái gì lấy ra đi. Đây. Nhà ông bắt đúa thì có không? Có rồi. Bác là có bắt thời xưa à? Thời xưa có 2-3 cái. Thế là có nhưng mà có ít đúng không? Mạnh hôm nay không đi học đâu nhỉ? Cá này chắc là chưa chín đâu ông nhá. Cá này thì mình dùng để nướng như này thì ăn với cơm thì cũng rất là cốn cô bác ạ. Hôm nay thì đi xuống thì bắt gặp là hai ông cháu là ăn nguyên cháo không đấy cô bác ạ. Mạnh thì ăn cơm được mấy bát hả? Ăn được 2 bát à? Thế là ở lớp là ăn cơm với lại có thịt, ở nhà này có thịt không? Ở nhà là không có thịt đâu à? Thế ăn cơm với gì ở nhà ấy? Ở nhà có rau không? Là ăn cơm với rau à? Tối nay chú mua cá rồi thì ăn cơm với cá nhá, mua cá cho anh nhá. Sau hết chú lại mua cho nhá. Mì tôm hết chưa? Mì tôm của Mạnh chú mua cho đấy hết chưa? Hả? Thế sáng mai là lấy mì tôm ăn sáng đi học nhá. Đói chưa? Mạnh vừa rồi bảo đói lắm rồi đấy.
Nó kịp. Nãy về đòi một lần xong lại nó kịp lại chạy đi à? Thế ở nhà là Mạnh nó hay lên trên nhà của bác lên trên là chơi à? Thế là ông không ở là cũng tự ở nhà hay là đi chơi, đi lên trên là chơi? Lúc một đời nó đi nó mới dám đi. Thế là nếu mà không đưa là nó tự ở nhà à? Không dám ở, khó cái mái. Phải đưa đi. Nhưng mà trẻ con này cho nó ở nhà, nếu mà cho nó sưởi với củi như này nó có khi là nó cũng có khi là nó sơ sẩy một cái là cháy nhà đấy. Thế ông là vừa rồi đi tận đâu lấy cây chuối về ấy? Đi làm bên kia. Đi làm bên kia à? Đi xin anh em. Tại ở đây thì ông có nuôi một chút là gia súc gia cầm với cô bác, cho nên là ông vẫn phải là đi lấy cả rau lợn về nữa, lấy cả cỏ nữa. Ở đây thì cỏ là ông có nhiều hay có ít cỏ ấy? Cái cỏ cho cháu ăn đấy. Cỏ có ít mà, đầu ruộng đây có một tí thôi. Lúa được ít, dưa ấm được một tí này, hết rồi. Châu của họ không no nó còn về nó chửi. Cho ăn no. Là phải cho ăn no đúng không? Vâng. Đấy như ở đây mình nuôi châu của nhà người ta đấy thì mình cũng chỉ nuôi để lấy phân thôi nhỉ. Châu này thì cháu nhìn thấy là châu đực đúng không? Vâng. Lấy phân thôi. Trồng dâu cái gì không có dâu, tí phân nào. Dâu không tốt. Đúng rồi. Rồi cả có gì mua không? Nhưng mà ông là ở đây là ông có đi đâu làm thuê gì không? Năm nay nó không có ai làm rồi, giờ nó không cho làm. Xa không đi được. Đấy ai khác làm xong hết rồi, nó không thuê ai làm cái gì. Thế thì ông là chỉ nguyên lấy củi đi bán thôi à? Vâng, củi. Bên năm nay không bác đi được rồi. Nhưng mà ông không đi bán củi này, ông lấy tiền đâu ra để mua mắm muối mì chính. Lâu lâu đi mà bác mua được. Một hai gói thuốc lào mì chính rồi 6.000, 5.000 thôi. Để cùng các cháu, ăn. Là có nghĩa là lúc nào mà gia đình mình hết ra mắm muối mì chính thì mình mới bắt củi đi bán đúng không? Vâng. Cả tiền kia thấy không bù được. Cái còn chưa chín đâu không ạ? Phải đợi lúc nó mới chín được. Nhà của ông ở như này thì có gió về thì có sợ không? Có bao giờ mà gió thổi cái nóc này bay bao giờ chưa? Năm ngoái thổi bay một lần. Năm ngoái là thổi bay một lần rồi à? Thế là như mấy tấm pro với lại mấy tấm tôn này thì ông đi xin về hay là ông đi mua về? Đi xin về đấy mà. Còn đi hộ nó làm, xin nó cho. Là mình đi hộ nó làm xong là nó dư ra thì mình xin đúng, người ta dư ra là mình xin đúng không? Vâng. Để nấu kém nên nó không cháy. Là mỗi chỗ này là nó có pro rồi đúng không? Vâng. Ở đây thì nguyên cái chỗ mà ông làm bếp này của bác này thì ông đi xin pro nhà người ta về để mà lập trên này, sợ là khi mà lúc mà mình làm bếp ấy thì rơm có nhiều là sợ nó cháy. Đây, hai ông cháu nương tựa nhau ở một cái ngôi nhà này của bác này. Ngôi nhà này thì cháu không biết là bao nhiêu lâu thì ông lại sửa một lần. Ngôi nhà này thì trước ông ở thì bao nhiêu lâu thì ông lại sửa một lần? Hai năm sửa một lần. Hai năm là sửa một lần à? Vâng. Năm thế là trước là cả con cái của mình là cũng ở chung một cái nhà này hết à? Vâng. Thế từ lúc mà con đi thì đã sửa lần nào chưa ông? Con đi cũng sửa một lần. Sửa một lần à? Con đi nhà người ta thì bây giờ sửa hai lần rồi. Thế ở đây thì nếu mà mỗi lần sửa là ông khắc sửa hay là có ai ra hộ ông không?
ba người về hù. Ở đây chỉ là bây giờ chỉ có là ở tạm bữa là ở qua ngày thôi các bác. Chứ bây giờ để ông mà có tiền để làm mà một cái ngôi nhà mà nó to hơn hay là nó chắc chắn hơn thì không có thể là mà có được các bác ạ. Bây giờ tiền ăn tiền uống của hai ông cháu thì còn đều phụ thuộc vào ông và ông hết. Ông thì lâu lâu là đi bán được một bó củi. Năm nay thì hình như là không ai thuê ông để mà làm nữa. Thành ra là ông chỉ lấy được nguyên củi đi bán thôi các bác. Khi mà rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy thì phải nói là cực kỳ là khổ bác ạ. Ở đây thì không phải là còn một mình ông ở cái ngôi nhà này mà có cả thêm cả em Mạnh nữa các bác. Em Mạnh thì đang là tuổi mà đi học đã phải chịu cái số phận như vậy rồi. Em Mạnh thì có khi là sang năm sau học lớp 1 đến lớp 2 là tự bảo biết là nấu cơm, tự là nấu ăn rồi đấy. Cậu bé năm nay mới chỉ có lên lớp 5 cô bác. Đáng lẽ ra là có phải có cả tình thương của người cha lẫn cả người mẹ nữa. Nhưng mà người cha của bé Mạnh thì do là không biết là bị như thế nào đi làm. Thấy nghe nói bác bảo là đi làm Campuchia cô bác. Đến thời điểm hiện tại thì đã được hơn 2 năm rồi. Vẫn còn chưa thấy về. Bây giờ thì không biết tung tích là còn hay là mất nữa. Nào Mạnh ngồi đây ăn đi. Đấy. Đấy, ngồi đây ăn đi. Ôi ôi, ngôi nhà như này thì đêm ngủ chẳng lạnh lắm mà ông. Nào Mạnh ngồi xuống ăn đi. Đấy. Hôm qua ngủ là lạnh lắm à. Ôi ôi, chân tay này của bác đây, lạnh cóng hết cả da rồi. Ở đây thì có cô bác anh chị nào mà có những cái bộ quần áo mà tầm độ mà vừa bé Mạnh ấy, hay là ông nữa. Ông thì chắc là quần áo của ông thì quần áo người lớn thôi. Còn Mạnh thì năm nay là được 5 tuổi các bác. Thì cho cháu Lực xin để gửi tới cho Mạnh với lại ông. Còn là như Mạnh thì ngày mai kia cháu Lực xuống thì mua cho Mạnh thêm là máy nuôi tất. Cháu Lực sẽ trích cái tiền của các bác gửi tới cho cháu Lực để cháu Lực mua. Nào ngồi khoanh chân ăn cơm nào. Ngồi khoanh chân ăn cơm. Đấy. Bây giờ thì chú dậy nhá. Trước khi ăn là phải mời nhá. Ở lớp thì có phải mời không? Hả? Ở lớp thì cũng phải mời à? Mời cô giáo đúng không? Tại ở đây thì ăn thì cũng phải mời nhá.
Thế đây là hai. Thế ông với Mạnh là ăn bằng đũa hay là bằng thìa? Đũa. Bằng đũa. Ôi, ở đây nồi cháo của ông với lại Mạnh này, cô bác này. Ôi, Mạnh thì chắc là nát rồi. Ăn cháo không được cô bác ạ. Không có cái gì để mà ăn cùng rồi. Chỉ còn là bỏ mắm muối mình chính vào thôi. Đây của ông đây. Đây hôm nay thì cháu Lực cũng mua cá mắm lên cho ông với lại Mạnh này. Hôm nay thì cháu Lực cũng xin được cảm ơn tới bác Hồng. Cảm ơn bác đã gửi cái phần quà tới cho cháu Lực để cháu Lực mua tới cho em Mạnh với lại ông. Đấy, Mạnh thì ăn thì bây giờ khoanh tay vào nhá. Nào, từ từ. Khoanh tay vào đã. Bỏ đũa xuống, khoanh tay. Khoanh tay. Khoanh tay nhá. Khoanh tay vào. Khoanh tay như chú này, khoanh tay. Đấy, khoanh tay. Con mời các ông bà. Ăn cơm. Rồi. Mời các ông bà ăn cơm. Mời hai cháu cùng tôi ăn cơm. Đấy, ông với lại Mạnh thì ăn đi. Đây mà cháu thì trước khi xuống thì bọn cháu cũng ăn cơm xong rồi. Đây ở đây thì đáng nghe ra là ăn cơm bây giờ là thay ăn cơm tối luôn ông nhỉ. Hãy gắp cá ăn nhá Mạnh nhá. Chú xé cá cho nhá, chú xé cá bỏ vào thịt cho nhá. Nhá. Chú xé cá bỏ vào ui, bỏ vào thịt bỏ vào bát thôi chứ nhỉ, đây. Đấy. Đấy, chú xé cho. Đấy, chú xé nhỏ nhỏ ra cho nhá. Đấy, vâng ạ, à, đấy. Mạnh thì là một em bé mà rất là ngoan đúng không bác? Mạnh thì ở nhà thì có hay khóc nhè không à ông? Khóc à? Thế mỗi lần khóc nhè này thì Mạnh đều hay khóc vì lý do gì ông? Đói hay là như nào? Đói, không làm kịp với nó. Có lúc là đói nó không làm kịp à? Có những lúc mà Mạnh đã từng đòi hỏi nhớ đến bố không? Mà khóc không? Có. Có à? Còn về mẹ thì Mạnh có nhắc về cái gì không ông? Mẹ nó không nhắc đến. Mẹ là không nhắc đến à? Nó quên rồi. À ha. Có ngon không à? Cá có ngon không? À. Ngon à? Thế thì ăn đi. Đấy. Không là vừa nãy là nếu mà cháu không xuống kịp là ông mấy Mạnh là ăn cơm không thôi à? Vâng. Ăn cơm ăn cháo không thôi à? Cháo không mà. Ở đây thì nó sắp thành cơm rồi các bác chứ không phải là cháo nữa rồi. Gọi là cơm nháo rồi cô đây ấy. Đấy. Đấy. Ăn đi nhá. Ăn được 2 bát à? Đấy, ăn đi. Ở đây thì bác không có thìa gì à? Không. Không có thìa gì đâu đúng không? Ui ôi, đêm ngủ đằng sau đây có bác này, ngủ đây thì phải nói là nhìn thôi thì đã thấy rùng mình rồi, rất là lạnh các bác ạ. Đêm ấy thời tiết ở trên vùng cao thì hôm nay mới là vào hôm mà mùa lạnh đầu tiên. Không biết là như năm trước thì ông cháu, hai ông cháu là qua cái cơn mùa đông này sẽ bằng cái cách nào. Gà nhà ông thì có mấy con hả ông? Hai ba con. Hai ba con thôi à? Rồi xuống nữa rồi. Mặn muối à ông? Thế vừa rồi ông cho quá hay sao rồi? Đúng rồi. Vừa rồi thì cháu bảo với ông ấy bảo là cho cá ra mặn rồi thì ông cho ít muối thôi. Có mặn không? Có mặn không? Không à? Ôi lạnh rồi. Kéo áo lên rồi. Máy ở đây thì ở đằng sau ở cái chỗ ngủ của hai ông cháu của bác thì không có một cái cây hay là một cái quả đồi nào chắn nên ra là gió lùa và rất là mạnh. Ôi dồi, chiếu của ông thì cũng đã rách hết rồi. Bây giờ thì để hai ông cháu ăn cơm một lúc rồi cô bác ạ.
Thế như nồi cơm này ông ăn không hết thì để lại ăn sau hay là để lại ăn hay là như nào không? Để sáng mai ăn sớm. Để sáng mai ăn sớm à? Sáng mai là phải đưa Mạnh đi học rồi nhỉ? Ngoài nồi cơm mà nấu từ tối hôm nay cô bác này để đến tận là sáng mai là tiếp tục là... Mà thế mai là lại đổ nước vào để đun lên hay là như nào không? Nó nóng. À, nó nóng lên à? Thế là mình vẫn phải đổ thêm nước vào để mình nấu cháo chứ nhỉ? Tháng 5 bây giờ cứ chấm nữa nọ thì về tôi cứ chấm nữa chỉ khỏi dạy còn chín. Thế là sáng sớm là ông vẫn phải đưa Mạnh đi học đúng không? Sáng sớm ấy. Sáng mai thì hai ông cháu dậy từ mấy giờ? 6 giờ. À bây giờ thì trong lúc là đến trường là 7 giờ, 6 giờ đi là đi 1 tiếng không? Đi 1 tiếng là lên đồi này đúng không? Vâng. Ôi, bây giờ thì hai cháu đang ăn cơm thì cháu Đức sẽ quay lại cái ngôi nhà của ông với cháu với lại ông với lại Mạnh đang ở hiện tại thôi cô bác. Đấy, ở đây thì tất cả những cái vật liệu làm bằng cái ngôi nhà của ông thì đều là làm bằng cái cây ở đây là cây măng nứa đấy cô bác, cây này. Rồi sau đó thì cái này là cây khô cây to và dùng nặt để mà buộc lại để cho nó chắc chắn. Còn là như ra phần phía bên này thì cháu Đức nhìn thấy là ông là dùng hai cái tấm ván là làm bằng ở đây thì ông là chẻ cái phần cây măng nứa đấy cô bác này ra để mà đan, nhưng mà cháu Đức nhìn thấy là cũng hở rất là nhiều. Đấy, buổi tối thì hai ông cháu là ngủ ở đây là hai cái chăn, chắc là vào mùa lạnh thì một cái chăn là dùng để đắp. Còn là một cái chăn là ông có dùng để giải đệm. Ở đây gọi là dùng để làm đệm đúng không các bác? Ở đây thì cháu được nhìn thấy là cái chiếu của ông các bác này ở đây thì chắc là ông cũng mua từ rất là lâu rồi, bị thủng ở phần dưới rồi. Còn là như buổi tối hai ông cháu ngủ thì ở đây thì có vẻ như là gió lùa từ dưới kia lên rất là lạnh. Còn ở phần trên này các bác, phần này trên này thì ông là đi mua thêm một chút bạt về này, với lại cộng thêm là một chút tấm ni lông trắng trắng kia vào trong cái ngôi nhà thì phải nói là cô bác ạ, cực kỳ mà ghê sợ luôn cô bác. Ở đây thì không biết là ngày nào mà ngôi nhà này sập một cái đâu. Đấy, chuồng lợn thì ở ngay dưới kia luôn. Còn ở đây là cái bàn mà để những cái đồ thực phẩm ăn uống của ông, là ông để đây để nấu cơm ăn cơm đấy cô bác. Còn là những cái tấm bạt này thì ông mua về là mấy nữa đến cái mùa mưa, mùa đông này cô bác. Nếu mà mưa nhiều quá thì ông sẽ phủ lên trên để cho nó không có sợ là để không cho nó bị nước mưa mà giật xuống, bị rụt xuống nhà này. Đây thì cháu Đức cũng nhìn thấy là ông đi xin thêm một chút là cái quả ngô về. Ở đây thì chắc ông là xin về để làm giống các bác. Nhà ông thì chắc là cũng có một ít ruộng nương. Mạnh là uống nước gì đấy Mạnh? Ôi ôi, uống nước lá luôn à ông? Ôi ôi, phải lấy đun qua chứ. Uống nước lá luôn à? Ông có cái ấm để đun nước không? Có một cái bé là thùng rồi à? Đấy. Uống nước thì còn uống nguyên nước lá luôn cô bác ạ. Nó là rất là tội cô bác. Bây giờ thì cháu Đức sẽ đi ra ngoài từ xa xa nhìn từ phía nhà của ông. Đi ăn cơm nhanh nhanh lên nhá. Ăn cơm nhá. Ăn nhiều nhiều vào nhá Mạnh nhá. Rồi vâng rồi. Đấy. Mạnh thì trả lời rất là ngoan của bác ạ. Đấy. Cái chỗ mà khu lán này thì có bác này thì ông sẽ để làm mà ông làm lại và ông ăn nấu cơm ở đây luôn. Hiện tại thì ông vẫn còn làm mà chưa có xong. Ở đây thì chắc là ông cũng chỉ là phủ rơm với lại phủ vạt vào thôi, cũng không có tiền để mà mua pro. Đấy, cháu thấy ông nuôi cháu như vậy thì rất là sợ các bác, sợ là chết là điền cho người ta là ốm mệt luôn đấy. Hãy nồi cám lợn của nhà ông thì cũng gọi là chỉ là có cám để cho lợn ăn thôi các bác. Nó cho lực nhìn thấy là cũng chả có chất dinh dưỡng gì cả,
Bây giờ thì cả người cũng thế, như ông với lại Mạnh ăn cơm ấy thì cũng chỉ ăn nguyên cơm không thôi. Còn như lợn cũng thế, ăn cám lợn chỉ ăn nguyên là cái cây chuối này không thôi. Đấy, ngôi nhà của ông cụ của bác, ngôi nhà của ông với lại Mạnh của bác này, nhìn trông như kiểu là một cái lều luôn các bác. Mà cái, ở đây thì cũng được ông là ở đây có khi là độ tầm cháu được hỏi ông là cũng ở đây được gọi là 4 đến 5 năm rồi các bác ạ. Trước thì ông ở khu bên kia, nhưng mà do là ở với lại chú ấy, ở cùng chú, nhưng mà chú cứ nói Mạnh với ông như thế này như thế nọ, thành ra là ông không có ở được với người chú nữa, quyết định là ra ở riêng, là lập tạm một cái lán này để ở. Ông bảo là 2 năm là sửa một lần các bác ạ. Trước kia thì còn có cả người con với lại người con dâu của ông cùng ở một cái ngôi nhà như này các bác, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì có mỗi ông là ở thôi. Mỗi ông với lại Mạnh, đó là người mẹ của Mạnh thì cũng rất là nhẫn tâm các bác ạ. Thì đây thì chắc là chê là gia đình là nghèo, thành ra là mới bỏ đi. Mạnh lại đi đâu ấy Mạnh hả? Ăn cơm xong rồi à? Hả? Ra đây chú bảo, ra đây. Cơm xong rồi à? À ra đây. Chú bế cái nào. Ăn no chưa? Ăn no chưa? Ăn no rồi à? Hôm nay thì ăn cơm với cá có ngon không? Ngon à? Hôm nay thì cháu Lực cũng xin phải nói là cảm ơn bác Hồng thêm một lần nữa. Cảm ơn bác đã gửi cái phần quà này tới cho hai ông cháu của bác. Có găng tay không? Có găng tay để đeo không? Không có á? Cái tất này thì tất này cũng không có à? Ôi ôi. Có muốn chú mua tất cho không? Muốn à? Nhưng mà phải ngoan nhá. Ngoan lần sau xuống thì chú mua là găng tay này, tất này cho Mạnh nhá. Mua áo ấm cho Mạnh nữa nhá. Rồi. Đấy, còn cái thời lượng thước phim này thì cũng khá là dài với cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì trời thì cũng khá là tối rồi các bác. Cháu Lực cùng với lại bạn Hiệu thì cũng phải là di chuyển đi về trên nhà của mình sớm thôi. Tại vì cái cung đường mà hôm nay cháu Lực với người bạn với bạn Hiệu đi xuống thì cũng khá là vất vả cô bác ạ. Nói là đường rất là trơn cô bác. Nhưng mà không vì thế là cháu Lực với là bạn Hiệu lại bỏ cuộc, hay là không có vào chia sẻ hoàn cảnh của hai ông cụ. Cháu Lực vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ hoàn cảnh của ông, của hai ông cháu. Cháu Lực vẫn sẽ tiếp tục khi mà nhận được thêm những cái phần quà nào thì cháu Lực sẽ xuống và trao cho hai ông cụ của bác. Cháu Lực cũng rất là mong khi mà cháu Lực chia sẻ cái thước phim của hai ông cụ lên thì cũng rất là nhiều, mong rằng cũng được rất là nhiều các bác đón nhận và san sẻ tình yêu thương của các bác gửi tới cho hai ông cụ một chút các bác nhé. Hay còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu Lực cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Mạnh nói con chào các ông các bà nhá. Đứng lên là khoanh tay vào. Khoanh tay nhìn ra kia. Đấy, nhìn ra kia. Con chào tạm biệt. Quý ông bà. Cô chú. Rồi bye bye đi. Bye bye. Bye. Rồi.